Chiều nay, hơn 110 trường đại học công bố điểm chuẩn, mặc dù điểm tăng là điều có thể đoán định ngay sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Tuy nhiên, việc điểm chuẩn chính thức vừa được các trường công bố có mức tăng cao hơn nhiều so với dự đoán, thực sự đã khiến cho nhiều thí sinh, thậm chí là cả các trường cũng bất ngờ. Điểm chuẩn tăng mạnh so với năm ngoái, ngoài yếu tố khách quan là điểm thi thì cũng có lý do là các trường tuyển sinh bằng nhiều phương thức khác nhau như xét tuyển bằng học bạ, khi chỉ số chỉ tiêu được lấp dần bởi các phương thức khác. Thì số dành cho phương thức dùng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông chắc chắn sẽ bị co hẹp. Chủ động tuyển sinh nhiều đợt, trường Đại học Đại Nam đã tuyển gần đủ 1.820 chỉ tiêu cho 15 ngành. Đối với các trường tốt trung và đặc biệt là đối như trường Đại Nam thì cái điểm chuẩn năm nay chỉ nhỉnh hơn so với năm ngoái khoảng một điểm và cũng tương đương với hầu hết các trường công trong khu vực Hà Nội. Đối với các cái ngành sức khỏe thì đã có ngưỡng đảm bảo chất lượng của bộ với cái điểm trung bình là cỡ khoảng 18 đến 19 điểm. Đầu vào thì tôi nghĩ rằng là cái chất lượng đảm bảo tốt cho cái việc đào tạo của các em. Điểm chuẩn tăng cao đã được dự đoán từ trước. Tuy nhiên, mức tăng đột biến này cũng khiến các thí sinh trượt nhiều nguyện vọng sau và dễ trở thành áp lực với các em thí sinh của năm tiếp theo.